Nhận định về những ngành có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận cao trong giai đoạn tới, khảo sát của Vietnam Report vừa công bố cho thấy công nghệ là tốt đầu trong kỳ vọng của các doanh nghiệp về tăng trưởng lợi nhuận cao trong giai đoạn tới đây. Công nghệ vẫn là ngành tốt đầu trong kỳ vọng của các doanh nghiệp, 51,4% phản hồi, kế đến là ngành xây dựng, bất động sản 40% và bán lẻ 34,3%. Trong bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp tư nhân là nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018, đứng đầu top 10 ngành có lợi nhuận trước thuế bình quân lớn nhất là ngành viễn thông, tinh học, công nghệ. Tuy số lượng doanh nghiệp chỉ chiếm 3,6%, đây vẫn là ngành tiềm năng với các chỉ số lợi nhuận tăng trưởng ổn định. Cũng theo Vietnam Report, hiện nay thì trong khi thế giới đang tiến đến kỷ nguyên công nghiệp 4.0, thì trình độ áp dụng công nghệ trong doanh nghiệp Việt nói riêng và trong nhiều ngành của Việt Nam nói chung đang ở giai đoạn đầu cho thiếu hụt nguồn vốn, thông tin, kỹ năng, cơ sở hạ tầng, nhân lực. Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu lớn nhưng chưa có đủ tiềm lực và định hướng chiến lược trong quá trình đầu tư này. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2019, khoảng 57% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết đang đẩy mạnh quá trình đầu tư cho công nghệ, 37,1% doanh nghiệp hiện đang đầu tư từ từ, thay đổi từng bước và 8,6% vẫn trong quá trình chuẩn bị. Cũng theo khảo sát thì phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nằm trong top 3 chiến lược ưu tiên các doanh nghiệp nhằm tăng trưởng lợi nhuận trong 12 tháng tới.